Nội, thành phố của cầu long biên uy nghiêm, của dải lụa sông Hồng, của phố cổ trầm mặc, đang chuyển mình từng ngày với nhịp sống trẻ trung, năng động và hiện đại. Một cuộc sống đang mở ra đầy màu sắc, ngọt ngào và mới mẻ tại Berryville Long Biên, khu đô thị xinh đẹp ven sông Hồng. Sở hữu vị trí vàng tại quận Long Biên, Berryville nằm trong khu dân cư hiện hữu với mạch sống sôi động, trẻ trung và mới mẻ. Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 4 km, Berryville Long Biên hội tụ tất cả các yếu tố hoàn hảo cho một ngôi nhà mơ ước. Berryville Long Biên gồm 5 tòa tháp căn hộ kết hợp với trung tâm thương mại và dịch vụ cao 21 tầng. Thuận lợi về vị trí và hạ tầng xã hội sẵn có, Berryville Long Biên là sự lựa chọn cho những ai yêu thích cuộc sống hiện đại, thuận tiện mà vẫn hòa mình giữa thiên nhiên trong lành. Dự án còn là kết tinh của sự chăm chút tỉ mỉ nhất về tiện nghi. An ninh hoàn hảo, hầm để xe tiện dụng, có khu nhà trẻ nội bộ, khu mua sắm, dịch vụ cà phê. Mọi thứ cho cuộc sống hàng ngày của bạn đều trong tầm tay, vừa thuận tiện lại vừa tiết kiệm thời gian đi lại. Trong một ngõ lớn của trục đường Nguyễn Văn Cử, các khu căn hộ được tận hưởng ưu thế của một không gian sống yên tĩnh, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng. Đẳng cấp sẽ giúp bạn luôn an tâm và thoải mái tận hưởng từng phút giây cuộc sống, là cách tuyệt vời để bạn gửi lại những mệt mỏi bên ngoài ô cửa. Mỗi căn hộ Berryville Long Biên đều được phân chia rất hợp lý cho từng công năng sử dụng, tận dụng tối đa diện tích, mang lại sự rộng rãi, thoải mái và tiện dụng. Nhờ thiết kế sáng tạo, mới mẻ, đồng thời khéo léo tận dụng hết công năng của các ô cửa sổ, ban công, lam che nắng, cây xanh, mỗi căn hộ trở nên bừng sáng, linh hoạt và thoáng đãng. Mỗi căn hộ tại Berryville Long Biên thực sự là một tổ ấm hoàn hảo. Phong cách thiết kế hiện đại, thanh lịch được trau chuốt trong từng đường nét cũng mang lại sự hài hòa giữa không gian sống yên bình bên trong và cảnh quan tuyệt đẹp bên ngoài. Một chân trời mới mở ra với Berryville Long Biên, một không gian sống ngọt ngào rất Hà Nội đang chờ đón bạn.